Ngày 2 tháng 2, người mẫu Ngọc Trinh tiếp tục bị tòa án gia hạn lệnh tạm giam để đưa ra xét xử về hành vi gây rối trật tự công cộng. Vào ngày 19 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra quyết định đưa vụ án Trần Thị Ngọc Trinh, người mẫu diễn viên Ngọc Trinh, 35 tuổi, đưa ra xét xử về tội gây rối trật tự công cộng theo khoản 2 điều 318 Bộ luật hình sự, không hình phạt khoảng 2 đến 7 năm tù liên quan trong vụ án, Trần Xuân Đông, 36 tuổi, là thầy dạy lái xe của Ngọc Trinh, bị truy tố về tội gây rối trực tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Anh Tuấn làm chủ tọa, Ngọc Trinh có 3 luật sư bào chữa, Xuân Đông có một luật sư. Một số người liên quan đến ekip chụp hình, quay phim cho Ngọc Trinh cũng bị triệu tập đến tòa với tư cách người có quyền nghĩa vụ liên quan. Cơ quan điều tra xác định Ngày 6 tháng 10 năm 2023, Ngọc Trinh dù không có giấy phép lái xe hạng A2, vẫn cùng đông, chạy xe BMW, dung tích xi lanh 999cm khối, biểu diễn trên đoạn đường D15 khu công nghệ cao thuộc phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức, với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe. Trước đó, đầu tháng 9 năm 2023, hai người này cũng cùng điều khiển mô tô hiệu Kawasaki Ninja lưu thông ở khu đô thị Thủ Thiêm, thực hiện các động tác như đứng hai chân một bên xe, thả hai tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy. Trong các lần biểu diễn mô tô, Ngọc Trinh và huấn luyện viên lái xe đều quay phim, sau đó đăng năm video lên tài khoản TikTok Ngọc Trinh có 6,8 triệu người theo dõi. Facebook Trần Thị Ngọc Trinh có hơn 3 triệu người theo dõi và fanpage Ngọc Trinh có 5,9 triệu người theo dõi và đã nhận tổng cộng hơn 163 triệu lượt tương tác. Theo cơ quan điều tra, các video lan truyền trên mạng với hơn 240 bài đăng trên Facebook, hơn 650 bài viết trên website, hơn 3.000 video liên quan trên YouTube. Việc đăng tải các video trên gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ. Chiều ngày 19 tháng 10 năm 2023, Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông, thu giữ tang vật là ba chiếc mô tô không rõ nguồn gốc, flycam và nhiều giấy tờ xe giả, thiết bị điện tử. Theo cơ quan điều tra, trong quá trình làm việc, Ngọc Trinh cùng huấn luyện viên dạy lái xe đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân và bày tỏ mong muốn được sự khoan hồng của pháp luật.